Dạ, hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh xe lướt giá rẻ của em. Những ngày 4 tháng vừa qua là những tháng chống dịch của toàn toàn quốc. Thì hôm nay em đã quay trở lại với lại cái kênh xe ô tô và review cho các anh chị những chiếc xe về trong dịch mà tụi em không thể đăng lên được. Thì trước mắt thì em sẽ quay cho những các anh chị những cái clip đơn trước ha, rồi còn lúc sau là em sẽ quay những cái clip tổng hợp cho các anh chị biết để anh chị nắm giá rõ hơn. Thì trước mắt các anh chị đây là một chiếc Xpander, đây là chiếc số sàn phiên bản 1.5MT đời 2019, và xe này là xe nhập khẩu nha các anh chị nha, 2019 số sàn. Dạ, tại vì bữa giờ đó thì tụi em toàn về số tự động thôi, thì trong dịch thì tụi em mới về được chiếc xe này. Thì cái giá của xe này thì là dưới 500. Dạ. Dưới 500 nha các anh chị nha, và giá vẫn còn có thể thương lượng được. Dạ, thì cái xe này biển số ở Sài Gòn luôn. Dạ đây, em sẽ quay cho các anh chị xe này thì có nước sơn là màu bạc. Xe đã được trang bị mấy cái ốp đèn luôn nha các anh chị nha. Đây, thì Xpander là một chiếc xe không có quá xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam. Dạ, đây là một chiếc xe 7 chỗ với động cơ 1.5. Thì nó ra thì một cái thì hầu như là mọi người cũng ai cũng thường, thường lúc trước thì mọi người luôn luôn biết là xe 7 chỗ thì mọi người đều hướng đến Innova. Thì chiếc Xpander này khi ra đời thì đã rất nhiều gia đình đã lựa chọn, tại vì cái giá tầm tầm rẻ tầm trung của nó ha. Dạ, và xe 7 chỗ và cũng rất là rộng rãi chứ không có chật luôn anh chị nha. Xe chạy rất là đầm, rất là êm. Dạ. Và hàng ghế thứ ba thì có thể gặp lại như thế này, thì nếu như các anh chị chỉ đi 5 người và nếu như các anh chị có chở đồ thì mình có thể gặp lại. Ngoài ra thì các anh chị có thể mua một miếng lót và lót hết luôn cái phần này, thì khi mình chở đồ thì nó sẽ không làm ảnh hưởng đến phần ghế ha. Thì xe thì cũng đã được trang bị là ghế da nè và bọc trần. Thì cái xe này nguyên thủy của nó sẽ là ghế nỉ. Yeah. Và cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng ngập nước, bao các anh chị để chết hẳn luôn ha, keo chỉ là còn nguyên zin. Dạ, đây thì cái dòng Xpander này nó có một phần xe số tự động nữa nha các anh chị nha, có một loại xe số tự động nữa thì mình sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Thì cái dòng xe số sàn thì nó xe nó dưới tại dưới 500. Dạ, tầm khoảng 400 mấy thôi. Đây, dung tích nhiên liệu của xe. Dạ, đây là khoảng 6 lít thôi nha các anh chị nha. Với động cơ 1.5 các anh chị, mình lo là khi mà chở nhiều thì nó sẽ bị gì xe đúng không ạ? Nhưng mà không à. Xe này chạy rất êm luôn. Dạ đây. Đã thay ghế da. Ha, đã có miếng lót. Đây là phần bánh xe. Xe cũng còn rất là đẹp nha các anh chị nha. Mấy cái mương ốp này á thì nó bị chày, thì cái này có các anh chị có về về các anh chị có thể thay ha. Thì cái mấy cái miếng lót ốp này thì không có nhiều tiền hết. Đây, em cũng còn lót mấy cái miếng ốp chân này để chống chày nha các anh chị nha. Đây có phiếu bảo dưỡng nhất định kỳ. Xe thì cũng đã được trang bị đây, Odo xe là chạy 46.000, đời 2019 chạy 46.000 ha. Đã được trang bị màn hình và camera lùi, đây em sẽ lùi cho các anh chị xem. Với cái cần số của Xpander thì mình khi mình lùi thì mình phải gạt lên nha các anh chị nha. Còn của Innova thì mình chỉ gạt thôi. Đây. Đây, các anh chị sẽ thấy ha. Có màn hình, đây là tại vì do em mở cái nó nắp lên á thì nó sẽ hướng lên trên thôi. Rồi. Đây, em sẽ trả về vị trí cũ. Xe này thì nếu đây là ảnh có cái cảm biến lốp luôn ha các anh chị ha. Thì cái xe này chỉ thiếu mỗi cái camera lùi thôi. Dạ, chứ còn xe thì đã đầy đủ. Này các anh chị xem. Ảnh lót luôn miếng ốp này nè để chống chày luôn cái hộp số. Xe thì còn rất là đẹp luôn nha các anh chị nha.
Ở đây thì là gặp gương. Nhà đây chỉnh gương ha. Đây các anh chị thấy ốc là còn nguyên zin nha. Và xe bên em thì cam kết với các anh chị, dạ bên em có chế độ bảo hành cho xe, cho nên là khi các anh chị mua xe bên em thì các anh chị cứ yên tâm. Đây có dán phim, có viền che mưa. Ngoài ra thì đây cái đèn gương chiếu hậu thì cũng có ốp luôn. Dạ cũng có ốp luôn ha. Đây là các anh chị thấy xe rất là liền lạc. Cái xe này chỉ tầm khoảng 400 hơn thôi nha các anh chị nha. Cái đèn bi nong ở dưới các anh chị xem. Để em bỏ cái cốp xe lên ha. Và đây, đây là phần hầm máy xe. Do là có một số xe ở trong dịch đó, tụi em không có quay kịp, nhưng mà vừa ra dịch thì cũng có khách mua, và có một hai xe là cũng đã có khách mua đặt cọc ở trong dịch. Rồi qua dịch là tụi em giao xe, cho nên có một số xe là tụi em đã bán rồi, giống như là Ford Ranger bán tải nè, Ford Everest nè, đời 24, 25, 26, 27 thì tụi em cũng có ha. Thì hy vọng là các anh chị ở dưới tỉnh mình có thể được thông chốt để lên xem xe, cũng giống như là sở hữu cho mình một chiếc xe ô tô để đi an toàn cho gia đình của mình. Thật sự là khi mở cửa ra thì em rất là vui mừng, tại có một số anh chị là ở trong lúc ở trong thời điểm mà đang nghỉ dịch thì cũng gọi điện thoại cho em để em tư vấn xe rất là nhiều và hẹn qua dịch lên xem, nhưng mà là do là các chốt ở các tỉnh chưa thông, và cho nên là đặt phải đợi, nhưng mà vẫn đặt cọc từ xa và vẫn tin tưởng công ty em đặt cọc từ xa. Thì em cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thì sắp tới đây thì thành phố đã mở cửa, thì em hy vọng em sẽ quay được nhiều clip hơn cho các anh chị, để các anh chị có thể mua xe và sở hữu cho mình một chiếc xe để đi lại trong mùa dịch, cho an toàn cho gia đình và cho bản thân ha. Thì em xin giới thiệu lại chiếc xe này, đây là chiếc chiếc Mitsubishi Xpander số sàn phiên bản 1.5, phiên bản 1.5 số sàn đời 2019, Odo là 46.000, và cái xe này có giá là dưới 500. Thì giá thì các anh chị có thể liên hệ gọi trực tiếp với em hoặc là nhắn tin Zalo của em qua số điện thoại 0902 600 126 để em tư vấn cho các anh chị ha. Hy vọng là sẽ một ngày không xa được gặp lại các anh chị ở tỉnh nha. Dạ cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.